một cái câu hỏi của Phật tử gửi lúc sáng thì cũng xin giải đáp luôn cho Phật tử. Lúc sáng thì Phật tử có gửi lên trên này cho Đạo Thịnh một câu hỏi là: con tu học pháp môn niệm Phật hộ niệm nhưng bố mẹ không có tin tưởng, vẫn còn ăn mặn và chất ngũ tân. Bổn phận làm con thì chúng con phải làm thế nào để cho bố mẹ khi lâm chung có phước phần vãng sinh Tây Phương Cực Lạc? Quý vị nên biết rằng là chúng ta sinh ra trong đời mà được gặp Phật Pháp ấy là vô cùng khó gặp, vô cùng hy hữu. Thế và chúng ta đã gặp Phật Pháp rồi mà cái người chân thật học Phật và làm theo lời Phật dạy lại càng ít đi. Và người đã chân thật làm theo lời Phật dạy rồi nhưng mà cái người phát được cái tâm, cái chí nguyện mà đời này quyết chí niệm Phật ra khỏi sinh tử luân hồi lại càng ít hơn nữa. Cho nên cái điều mà để tin được pháp môn niệm Phật mà phát được cái tâm cầu sinh Tây Phương Cực Lạc để ra khỏi sinh tử luân hồi đòi hỏi thiện căn phước đức nhân duyên phải vô lượng đời kiếp đã có tu hành pháp môn tịnh độ, không phải một chốc một nhát mà phát được. Do vậy nếu như chúng ta là con, chúng ta biết pháp môn niệm Phật tu hành là tốt nhưng bố mẹ người thân chúng ta chưa tin thì chúng ta cũng phải kiên trì nhẫn nại, lấy chính mình làm cái tấm gương trước. Mỗi ngày chúng ta tu hành là phải hiền hơn, phải ngoan hơn, phải tốt hơn, phải hiếu thảo hơn, phải phụng dưỡng cha mẹ nhiều hơn để lấy cái đấy để chuyển hóa dần dần cha mẹ mình. Nhân đây thì Đạo Thịnh lại một lần nữa giới thiệu với quý vị bộ sách khuyên người niệm Phật. Quý vị hỏi là con phải làm như thế nào thì Đạo Thịnh xin giới thiệu khuyên quý vị hãy về nghe khuyên người niệm Phật. Trong Phật Pháp Đạo Thịnh được học, được biết thì Đức Phật dạy rằng đối với Phật Pháp là đến để nghe, để thấy, để thực hành và để chứng nghiệm chứ không phải dừng lại ở nghe không. Do vậy Đạo Thịnh đến với Phật Pháp và cũng mong rằng quý vị đến với Phật Pháp là bằng niềm tin, bằng chính kiến và bằng trí tuệ chứ đừng bằng sự mê tín và bằng sự tình cảm. Hoàn toàn Đạo Thịnh giới thiệu quý vị về bộ khuyên người niệm Phật không phải dựa trên tình cảm. Cho nên có người nói vì sao Phật Pháp sâu rộng mà Thầy không nói cho mọi người mà giới thiệu bộ khuyên người niệm Phật của một cư sĩ viết ra. Thì Đạo Thịnh có trả lời rằng lý do thứ nhất là mười phương các Đức Phật khuyên chúng sinh niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay bộ sách có tên là khuyên người niệm Phật hợp với tâm của Phật rồi. Lý do thứ hai là trong thời gian Thầy Diệu Âm Tịnh Hải lúc ấy còn là cư sĩ viết những lá thư khuyên cha mẹ mà người thân của mình niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, thì trong cái khoảng thời gian ấy Thầy Diệu Âm Tịnh Hải được thân cận ở bên cạnh ân sư Thượng Tịnh Hạ Không và Thầy là người chắp bút nhuận văn cho những lời giảng kinh của Hòa Thượng ân sư. Cho nên Đạo Thịnh tin tưởng những gì Thầy Diệu Âm Tịnh Hải viết khuyên cha mẹ mình sẽ có âm hưởng chí hướng của những lời giảng đấy của ân sư Tịnh Không. Điều thứ ba là bộ khuyên người niệm Phật là những lá thư đấy, gồm 74 lá thư đấy, được đích thân Hòa Thượng Thượng Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Huệ, là người đã niệm Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc để lại trái tim xá lợi, Ngài đã viết lời giới thiệu bộ khuyên người niệm Phật này cho chúng ta. Điều thứ tư nữa là chính cha mẹ của Thầy Diệu Âm Tịnh Hải đã nghe lời thật làm và đã niệm Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Điều thứ năm là những người đồng tu chúng ta nghe lời ban hộ niệm khuyên và cũng nghe khuyên người niệm Phật
cũng biết cách tu hành, cũng biết cách buông xuống tất cả mọi cái duyên tạp để chuyên nhất câu A Di Đà Phật, mà số lượng người nhờ đây vãng sinh đến bây giờ cũng rất rất là nhiều. Đây là có minh chứng cụ thể. Và cái điều quan trọng nhất là chính bản thân Đạo Thịnh khi được tiếp xúc nghe những lá thư khuyên người niệm Phật, thấy rõ con đường tu hành của mình hơn. Với những cái điều này thì Đạo Thịnh mong quý vị bây giờ hãy về bắt đầu nghe. Nghe để làm gì? Nghe để biết cách khiêm nhường lễ độ, biết cách để vuông tròn hiếu hạnh, biết cách để khuyên cha mẹ mình niệm Phật, biết cách để báo hiếu với cha mẹ tổ tiên ông bà chúng ta trong vô lượng kiếp, biết cách để làm một người hiền chân thật, biết cách để buông xuống những tình chấp thế gian, và biết cách phát cái tâm ra để học pháp hộ niệm, để chính mình hóa giải bớt những cái chướng duyên chướng nạn cho mình. Và bước tiếp theo, hãy nghe đi để phát được cái tâm tham gia vào các ban trợ niệm, hộ niệm, giúp đỡ người vãng sinh. Để làm gì? Hiện tại chúng ta còn khỏe mạnh thì đi giúp đỡ trợ duyên hộ niệm cho người, gieo lấy một cái nhân để tương lai đến khi chúng ta nằm xuống có người đến hộ niệm trợ duyên cho chúng ta an toàn trên con đường trở về Tây Phương Cực Lạc. Và cuối cùng nữa là hãy nghe đi để biết rằng muôn vạn các pháp môn tu hành Đức Phật dạy, tất cả là một, một là tất cả. Để làm gì? Để không chấp trước rằng pháp này tốt, pháp này cao, pháp này thấp, pháp này hạ, pháp này dở, pháp này hơn, không còn chấp nữa. Bởi vì một pháp thông thì tất cả các pháp đều thông. Mong cho đại chúng từ đây phát lòng tin tưởng, muốn báo hiếu cha mẹ, muốn giúp đỡ cha mẹ mình cũng từ đây mà tu hành, muốn giúp đỡ chính mình đời này được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đạo Thịnh từ khi biết con đường niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, xin thưa quý vị, Đạo Thịnh học được rất nhiều trong lá thư khuyên người niệm Phật. Hôm nay chia sẻ quý vị học được điều gì ạ? Học được cái tâm chân thành của Thầy Diệu Âm Tịnh Hải, học được cái tâm hiếu kính của Thầy Diệu Âm Tịnh Hải, học được cái tâm khiêm nhường của Thầy Diệu Âm Tịnh Hải, và học được cái chí nguyện của Thầy. Chí nguyện gì đây ạ? Già mà không già. Năm nay 75 tuổi rồi, nói xa xả cũng chỉ vì một mục đích gì ạ? Báo hiếu với tất cả tổ tiên ông bà cha mẹ trong vô lượng đời kiếp qua, chính là tất cả quý vị đang ngồi ở đây đấy ạ. Một lần nữa mong cho chúng ta phát khởi được cái lòng tin dũng mãnh để đời này nhất định phải phát được cái tâm ra khỏi sinh tử luân hồi. Bởi vì Đại sư Ưu Đàm có một cái bài kệ nhắc nhở chúng ta rất là sâu sắc. Ngài nói rằng: nhìn lại núi thây cao chót vót, bốn biển đong đầy lệ biệt ly, thế giới mai kia rồi cũng hoại, đời người thoáng chốc có vui gì. Làm thân nam nữ hơn ngàn lượt, mang đội sừng lông đã vạn kỳ, đời này chẳng quyết sinh tịnh độ, lầm lạc đầu thai hối kịp chi. Chính vì điều này mà Bồ Tát Phổ Hiền khuyên chúng ta rằng: mỗi ngày đã qua, mạng cũng giảm dần, như cá thiếu nước, có gì là vui. Đại chúng hãy nên siêng năng tinh tấn, như cứu lửa cháy đầu, hãy nhớ vô thường mà cẩn thận, chớ buông lung vậy. A Di Đà Phật ạ. À.
A-di-đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn để cảm nhận tri ân công đức của Thầy Đầu Tịnh.